ơi, hôm nay trên người của mình rất là giá trị các bạn ơi, lên đến 70 triệu nha. Một bên là Galaxy Note 20 Ultra và một bên là 11 Pro Max. Nên mua cái nào vậy nhỉ? Cái nào cũng tốt hết, mua nào vậy ta? Mệt đi ngủ. Hello các bạn, hôm nay thì Thảo Sang sẽ chia sẻ cho các bạn hai chiếc điện thoại đứng đầu bảng của Apple và Samsung, đó chính là 11 Pro Max và Note 20 Ultra. Và các bạn ơi, hai chiếc điện thoại này thật ra thì khi mà mình sử dụng cũng không biết cái nào đẹp hơn. Mình thấy cái nào cũng đẹp hết, bởi vì mỗi sản phẩm đều có những cái đặc trưng riêng và gu thẩm mỹ của mỗi người thì mỗi khác. Nhưng mà theo Thảo Sang thấy thì về iPhone ấy, thì qua nhiều thế hệ nó cũng không có quá nhiều sự thay đổi. Nhưng mà đổi lại thì cái tính nhận diện thương hiệu của nó rất là cao nha, nhìn vào là biết ngay là iPhone. Đây còn đây Galaxy thì nó hơi nữ tính chút xíu. Mặt sau của hai cái này thì cũng giống giống nhau, chất liệu cũng tựa nhau. Nhưng mà Thảo Sang thì thích hơn cái con 11 Pro Max hơn là bởi vì nó nhám và nó không bị bám vân tay nhiều. Còn riêng Note 20 ấy thì nó đẹp mắt, nhưng mà nó rất là dễ bám vân tay nên là mình không thích cho lắm. Như các bạn đã thấy thì trên tay Thảo Sang hai chiếc điện thoại này đều giống nhau một điểm là đều có 3 chiếc camera nha. Nhưng mà ở Galaxy thì nó lại làm đường thẳng và ở bên iPhone thì nó lại làm hình tam giác nha. Mà mình thì mình thấy rằng là ở cái dòng Galaxy á thì cái camera nó trồi lên. Đây Thảo Sang để ở ngay bàn cho các bạn có thể thấy thì đây. Nè, các bạn có thể thấy là Galaxy nó thực hiện hơn, nó trồi hơn so với lại chiếc iPhone. Mặt trước thì mình thấy là con Note 20 này đẹp hơn hẳn đó. Viền thì mỏng hơn, đặc biệt là không có cái tay thỏ như là iPhone mà chỉ có một cái nút ruồi bé tí tí thôi. Cho nên là cái tỷ lệ hiển thị của màn hình sẽ nhiều hơn. Bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy là con Note 20 nó dài hơn, rõ ràng như thế rồi. Là bởi vì cái màn hình của nó lên đến 6.9 inch, trong khi iPhone thì chỉ có 6.5 inch thôi. Nên là những cái thao tác như là xem phim này, chơi game thì nó cũng phê hơn rất là nhiều. Ngoài ra về màn hình thì Thảo Sang thấy rằng là con Note 20 đó, nó nịnh mắt hơn hẳn. Vì sử dụng tấm nền AMOLED với tần số quét lên đến là 120Hz. Thay vì iPhone thì chỉ có là màn hình OLED và cái tần số quét thì chỉ có là 60Hz. Ngoài ra còn một điều mà mình rất là thích thú ở con Galaxy này nha, đó chính là đây cây bút thần thánh S Pen mà chỉ có ở Galaxy có mà iPhone không hề có. Cắm vô lại. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào hiệu năng nha. Mình sẽ nói về xạ trước nha. Đây là hai chiếc điện thoại xịn của hai hãng, cho nên là chắc chắn là nó sẽ có xạ nhanh. Thế nhưng mà ở con Note thì nó lại có một cái tính năng rất là hay ho, đó chính là sạc ngược. Tức là khi mà tay phone của mình này hay là điện thoại của một đứa bạn hết pin mà nó sụp nguồn đi, mình cho nó ké một tí xíu pin thì cũng được. Nghe thì nó hơi vi diệu nhưng mà thật ra thì mình cũng ít cho ai lắm, tại vì chưa kịp cho nó pin thì mình đã dùng hết rồi. Tiếp theo khi mà nói đến thông số của hai sản phẩm này này thì Thảo Sang nghĩ rằng những cái anh em mà đam mê công nghệ thì quá rành về thông số của hai chiếc này rồi, nên là Thảo Sang sẽ không nói quá nhiều về thông số của nó. Nhưng mà lướt qua thì các bạn cũng có thể thấy rằng là ở chiếc Note thì cái thông số về hiệu năng của nó cao hơn hẳn iPhone 11 Pro Max. Nhưng mà trên thực tế khi mà mình đã trải nghiệm qua hai chiếc điện thoại này thì mình thấy rằng nó cũng không có mấy khác biệt lắm. Điển hình như là pin của con Note 20 đi thì nó là 4000 mAh, trong khi dung lượng pin của 11 Pro Max thì chỉ có 4000 mAh thôi. Tuy nhiên lúc mà mình dùng thực tế ấy, thì mình thấy là iPhone trâu hơn hẳn. Cái này thì cũng dễ hiểu thôi các bạn, vì màn hình của Note 20 có độ phân giải cao hơn và nhiều điểm mạnh hơn, vì vậy là nó sẽ ngốn pin nhiều hơn so với lại con 11 Pro Max. Thế nhưng mà có một thông số mà đúng với trải nghiệm của nó luôn, đó chính là bộ nhớ trong nha. Riêng con Note này nè thì nó thắng 11 Pro Max là cái chắc rồi. Bộ nhớ tối thiểu của Note 20 đó chính là 256GB, tối đa là 1TB, trong khi bộ nhớ trong tối thiểu của 11 Pro Max chỉ là 120GB và tối đa chỉ là 512GB mà thôi. Nhưng không biết các bạn sao chứ với mình ấy, 120GB là mình thấy quá nhiều rồi, mình dùng không hết luôn ấy. Tiếp theo, sau hiệu năng là gì nhà? Thường thì mình mua một chiếc điện thoại thì mình quan tâm nhiều nhất là chiếc camera, vì hầu như là mình dùng camera là nhiều nhất luôn, ngày nào cũng selfie hết trơn. Mà Thảo Sang thấy rằng ở con Note này nè thì Thảo Sang ưng hơn nhiều, bởi vì khi mà chụp ảnh thì nó cho Thảo Sang những ta đây chụp thử một tấm nha. Khi mà tự sướng xong thì mình thấy rõ ràng là
ở trên chiếc Galaxy thì mình đẹp hơn hẳn. Mình thì hơi ngâm ngâm nhưng không hiểu sao vào chiếc điện thoại này mình trắng trẻo này, hồng hào hơn, nói chung là xinh tươi hơn rất là nhiều. Còn iPhone thì nó thực tế quá. Không phải là thực tế mà nó chân thực quá, chân thực đến nỗi mà mụn trên trán bé tí thôi nhưng mà nó vẫn thấy. Nên là thường mà dùng iPhone thì Thảo Sang sẽ dùng app chụp ít khi nào mà dùng cam thường lắm, tại vì nhìn vào cam thường thấy mình thấy sợ ma quá. Nhưng mà khi mà mình chụp phong cảnh hay là mình muốn lấy một cái hình ảnh gì thực tế thì thường là mình sẽ dùng iPhone, vì mình thấy rằng là ở cái con iPhone này thì cái màu nó chân thực hơn rất là nhiều. So với Galaxy thì rõ ràng nó đẹp nhưng mà mình thấy là cái màu nó tươi hơn so với thực tế. Và tiếp theo là về xóa phông. Mình thấy là cái con 11 Pro Max này xóa phông cực kỳ tốt, thế nhưng mà con Note này xóa phông còn tốt hơn nữa nha. Và một điều nữa đó là cái con Note này thì nó còn trang bị lấy nét laser, vì vậy là lấy nét cực kỳ nhanh và rất là chính xác. Chốt lại thì mình thấy rằng hai sản phẩm này thì mình thấy cái nào nó cũng rất là ok, rất là tuyệt vời rồi. Nhưng mà ở con Note này thì nó lại nhỉnh hơn chút xíu là bởi vì nó có cái bút thần kỳ. Cái bút hình kỳ và nó có sạc ngược mà ở iPhone không hề có. Nhưng riêng mình một đứa mà iPhone của táo thì rõ ràng là mình thích cái con 11 Pro Max này rồi. Nói chung là cứ Apple ra con nào mình cũng thích hết trơn. Và cũng rất là khó so sánh các bạn, bởi vì là 11 Pro Max thì nó đã có tuổi thọ là 1 năm rồi, trong khi con Note này lại là sản phẩm mới, là siêu phẩm mới của Samsung. Và bây giờ mình đang rất là mong chờ iPhone 12 ra mắt để mình sẽ làm cái so sánh nữa về cái Galaxy Note này và iPhone 12. Các bạn ơi, không biết là các bạn thích sản phẩm nào hơn nha. Các bạn hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần comment cho mình biết nha. Bây giờ thì bye bye.